để mình cấy đó, để mình xác định coi là bệnh nhân này bị nhiễm trùng cho cái loại vi khuẩn gì. Thế thì sau khi mình phân lập được, mình xác định được cái tác nhân gây bệnh, thì mình sẽ lấy cái con vi khuẩn đó, mình làm cái thử nghiệm kháng sinh đồ để mình xem coi là cái con vi khuẩn này nó đề kháng với những cái kháng sinh gì, nó nhạy cảm với những cái kháng sinh gì, và mình trả cái kết quả đó cho bác sĩ để bác sĩ loại ra những cái kháng sinh mà vi khuẩn đề kháng không điều trị cho bệnh nhân. Thì đó là cái ý nghĩa của kháng sinh đồ đối với lâm sàng. Trong bài này thì tôi sẽ nói về nguyên tắc của các cái kỹ thuật kháng sinh đồ hiện nay mình đang sử dụng cũng như là cái ứng dụng của nó. Tôi cũng nêu qua cái cách làm kháng sinh đồ để các anh chị biết, và cái điều quan trọng cuối cùng là mình biết cách phân tích một cái kết quả kháng sinh đồ. Chúng ta có ba cái kỹ thuật kháng sinh đồ hiện nay được sử dụng, đó là kháng sinh đồ bằng phương pháp kiệt bay Bower, hay còn gọi là phương pháp đĩa giấy, hay là phương pháp có tán trong thạch. Phương pháp thứ hai là phương pháp pha loãng liên tiếp. Thì pha loãng, người ta có thể pha loãng kháng sinh trong thạch hay là trong cái ống nghiệm môi trường dinh dưỡng lỏng. Và thứ ba là phương pháp e-test. Và cuối cùng thì tôi sẽ nói cái ý nghĩa của kháng sinh đồ trong vi sinh lâm sàng, cũng như cái cách mà mình đọc cái kết quả kháng sinh đồ đó như thế nào. Ví dụ các anh chị cho làm kháng sinh đồ, rồi bây giờ phòng xét nghiệm người ta trả lời cái kết quả kháng sinh đồ đó, thì mình hiểu và mình sử dụng nó cho cái việc điều trị của mình như thế nào. Bây giờ đầu tiên tôi nói về phương pháp Kiệt Bay Bower. Thì cái phương pháp kháng sinh đồ này đó do ông Kiệt Bay Bower cũng tìm ra. Người ta còn gọi tên nó bằng phương pháp khuếch tán trong thạch hay là phương pháp đĩa giấy. Thì nguyên tắc của phương pháp này là người ta tẩm kháng sinh vào những cái khoanh giấy tròn, gọi là cái đĩa giấy. Và sau đó cái kháng sinh này được tẩm vào với một cái nồng độ nhất định. Cái nồng độ kháng sinh được tẩm vào nó sẽ có liên quan tới cái liều điều trị kháng sinh đó trên bệnh nhân, cái liều điều trị thông thường mà người ta khuyến cáo mình. Rồi, thế thì những cái đĩa kháng sinh này đó, khi mình đặt lên thạch thì kháng sinh ở trong cái đĩa giấy thì nó sẽ khuếch tán ra cái môi trường thạch. Và trên môi trường thạch này là mình đã cấy vi khuẩn lên rồi. Thế thì cái sự khuếch tán của kháng sinh ra môi trường thạch nó sẽ ức chế hay là không ức chế sự phát triển của vi khuẩn là tùy vào vi khuẩn đó nhạy cảm hay đề kháng với kháng sinh. Thì cái sự ức chế của vi khuẩn đối với kháng sinh nó sẽ thể hiện bằng cái vòng vô khuẩn, quanh cái đĩa kháng sinh khi vi khuẩn nó mọc. Vi khuẩn nó mọc trên mặt thạch như các anh chị nhìn trên cái hình đây ha. Nó tạo thành một cái lớp mờ đục ở trên mặt thạch. Còn ở quanh các cái đĩa kháng sinh này thì chúng ta thấy nó có những cái vòng trong như thế này. Thì trong bên trong cái vòng này là không có cái khuẩn lạc của vi khuẩn, tức là vi khuẩn nó không mọc được. Thì cái vòng đó mình gọi đó là cái vòng vô khuẩn. Cái kết quả, cái phương pháp Kiệt Bay Bower này đó thì nó cho chúng ta một cái kết quả định tính. Và khi mà mình làm một cái kháng sinh đồ bằng phương pháp Kiệt Bay Bower thì mình sẽ thử được một loại vi khuẩn với rất nhiều loại kháng sinh. Ví dụ như ở đây tôi làm cho bệnh viện đó, thì thông thường những cái vi khuẩn gây bệnh thông thường đó, thì đối với một cái loại vi khuẩn là tôi thử từ 18 tới 24 loại kháng sinh. Tức là nếu mà mình thử nghiệm với nhiều loại kháng sinh thì mình sẽ trả lời cho bác sĩ kết quả về nhiều loại kháng sinh, và như vậy thì bác sĩ sẽ có nhiều cái lựa chọn trên bệnh nhân nha. Để thực hiện phương pháp này thì mình cần có những cái đĩa kháng sinh, mình gọi là đĩa kháng sinh đồ. Rồi môi trường để thực hiện cái thử nghiệm này. Rồi cái mầm cấy vi khuẩn được chuẩn bị từ cái con vi khuẩn phân lập được từ bệnh nhân. Trong phòng thí nghiệm thì mình có vi khuẩn kiểm chứng để mình kiểm tra những cái môi trường hóa chất của mình xem nó có chuẩn hay không. Rồi một số những cái vật dụng để mà mình thực hiện cái kỹ thuật này. Bây giờ đầu tiên tôi sẽ nói về ba cái yếu tố quan trọng khi mình thực hiện kháng sinh đồ. Đó là kháng sinh, vi khuẩn và môi trường để làm thử nghiệm. Thì các anh chị nhìn lên cái hình này đó, thì đây chính là các cái đĩa giấy kháng sinh mà nãy tôi nói nha. Đây là những cái khoanh giấy, nó giống như là giấy thấm của mình đấy các anh chị. Nó hình tròn. Và cái quy ước người ta làm là một cái đường kính thống nhất trên toàn thế giới luôn là 0,6 cm. 0,6 cm. Ở trên cái đĩa giấy này người ta thấy, cho các anh chị thấy người ta có in cái chữ này là cái ký hiệu của kháng sinh.
Và người ta tẩm kháng sinh vào trong cái đĩa giấy này với một cái nồng độ nhất định, mỗi loại kháng sinh nó có cái nồng độ riêng và nồng độ đó nó liên quan tới cái liều điều trị, liều trung bình trên bệnh nhân. Bây giờ đóng gói này, các anh chị thấy cái đóng gói mà thường gặp nhất đó là người ta đóng gói trong một cái ống như thế này nha. Các cái đĩa kháng sinh này được xếp chồng chồng lên nhau và thường người ta đóng gói 25 đĩa trong một cái ống như thế này. Rồi bên dưới này người ta để ở bên dưới này là có cái chất chống ẩm và ở đây là có cái lò xo. Thì cái lò xo này nó có tác dụng gì? Là khi mình lấy cái đĩa kháng sinh ra thì mình lấy ở cái đầu này. Mình lấy ở cái đầu này. Và khi mà mình lấy các cái đĩa kháng sinh thì cái lò xo này nó giúp đẩy những cái đĩa kháng sinh còn lại lên trên để mình lấy cho nó dễ. Tôi dùng con trỏ tôi chỉ như thế này, các anh chị có nhìn rõ không ạ? Rõ không ạ? Dạ rõ rồi. Hôm qua thì tôi dạy cho cái lớp y đó, thì khi mà lên giảng đường thì mấy cái này là các em lại không 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 nhìn rõ, không nhìn rõ bằng là mình nhìn trên máy tính. Rồi. Đây đây là những cái ống kháng sinh mà khi mình sử dụng ha, người ta đóng gói như thế. Ngoài ra thì cũng có những cái kiểu đóng gói khác, ví dụ người ta để trong những cái lọ như thế này nha. Ngoài cái ống thì người ta còn để vào những cái lọ như thế. Rồi bây giờ để bảo quản cái đĩa kháng sinh này đó thì thông thường người ta sẽ để trong tủ lạnh. Nếu mà mình trữ ở cái thời gian lâu á, từ vài tháng trở lên, thì mình sẽ để trong tủ âm 20 độ C. Và những cái kháng sinh mà mình sử dụng hàng ngày thì mình sẽ để trong tủ lạnh ở nhiệt độ từ 2 tới 8 độ C. Và khi mình sử dụng thì mình mang ra mình để ở nhiệt độ phòng khoảng 15-20 phút trước khi sử dụng. Đó là cái đĩa kháng sinh. Rồi, cái thứ hai là môi trường để làm kháng sinh đồ. Thì cái môi trường để làm kháng sinh đồ thông thường mình hay sử dụng là môi trường Müller-Hinton-Aga, viết tắt là MHA. Đây, cái môi trường nó như thế này. Người ta đổ nó vào trong những cái hộp thạch petri với cái độ dày là 4 mm. Thì cái môi trường này nó có hai cái yếu tố. Cái nhất là có chất dinh dưỡng để mình cấy vi khuẩn lên nó mọc được. Và cái thứ hai là cái thành phần môi trường nó như là một cái chất đệm để cho cái khi mình đặt cái đĩa kháng sinh lên thì kháng sinh nó khuếch tán ra môi trường. Bây giờ có một số loại vi khuẩn thì nó cần phải có hồng cầu trên môi trường nó mới mọc được. Thế thì mình có cái môi trường Müller Hinton Aga mà có thêm máu động vật, tức là mình thêm máu cừu, máu thỏ, máu ngựa vân vân đó. Thì khi mà mình thêm cái máu vào đó thì cái hộp Müller Hinton Aga nó trở thành cái màu đỏ như thế này đó. Thì ở đây các anh chị thấy mình có thể dùng cái hộp petri hình tròn, cái này là cái loại thông dụng nhất, nhưng mình cũng có cái loại hình vuông, hình dạng của cái hộp. Rồi pH của cái môi trường này thì nó hơi kiềm nhẹ một chút xíu để thích hợp cho vi khuẩn phát triển. Rồi bây giờ mình qua cái thứ ba là mầm cấy, tức là cái huyền dịch vi khuẩn. Thì cái huyền dịch vi khuẩn này đó, mình chuẩn bị từ cái con vi khuẩn mà mình đã cấy, mình phân lập được từ bệnh nhân. Thế thì khi mà mình pha cái huyền dịch vi khuẩn này, nó có những cái yêu cầu sau đây. Cái chỗ này rất là quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới kết quả kháng sinh đồ. Cái thứ nhất là mình lấy cái mầm cấy này nó phải thuần nhất, tức là ví dụ như mình cấy ra nhiều con vi khuẩn thì mình phải lấy từ một cái khuẩn lạc nào mà mình biết nó là cái con vi khuẩn gây bệnh, tức là nó không được lẫn cái loại vi khuẩn thứ hai. Cái thứ hai nữa là mình lấy cái khuẩn lạc sau khi mình đã ủ từ 18 tới 24 giờ. Mình không được lấy những cái khuẩn lạc già hơn, tức là những cái hộp thạch mình cấy vi khuẩn mà mình để 2-3 ngày rồi mình mới lấy cái đó làm kháng sinh đồ thì nó sẽ không chính xác. Thì đây là các cái khuẩn lạc mà khi mình cấy nó mọc trên môi trường các anh chị. Thế thì mình sẽ lấy cái vòng cấy này, mình lấy cái khuẩn lạc này, mình pha vào trong cái ống nước muối sinh lý. Thì khi mình pha vi khuẩn vào trong cái dung dịch nước muối sinh lý thì mình bỏ vi khuẩn vào. Thì vi khuẩn nó sẽ làm đục cái dung dịch nước muối sinh lý. Và cái độ đục của cái huyền dịch này nó sẽ tỷ lệ thuận với cái nồng độ vi khuẩn ở trong cái huyền dịch. Thì bây giờ cái tiêu chuẩn thứ ba là cái mật độ vi khuẩn trong cái mầm cấy này đó nó phải thống nhất với nhau. Đó là 10 mũ 8 CFU trên ml. 10 mũ 8 CFU có nghĩa là 10 mũ 8 con vi khuẩn trong 1 ml. Thì người ta không thể nào đếm từng con vi khuẩn, người ta không có cái thiết bị, cái phương pháp nào để đếm từng con vi khuẩn để ra được cái nồng độ như thế này. Thì người ta dựa vào một cái cách, đó là người ta dùng cái độ đục chuẩn mắt phạt lăng.
người ta đo cái độ đục của cái quyền dịch này và người ta thấy rằng là cái mật độ vi khuẩn như nãy tôi nói các anh chị là nó tỷ lệ thuận với cái độ đục. Thế mà độ đục càng cao thì mật độ vi khuẩn càng nhiều. Thế thì người ta thấy rằng để đạt được 10 mũ 8 CFU trên ml thì cái độ đục của cái mầm cấy này nó phải là 0,5 mắc Phật lăng. Mắc Phật lăng là cái đơn vị người ta dùng để đo độ đục chuẩn. Thế thì cái cách làm người ta lấy một cái ống nghiệm vô trùng, người ta cho vào đây 2 ml dung dịch nước muối sinh lý. Xong rồi thì người ta lấy cái vòng cấy này, người ta bắt cái khuẩn lạc, những cái khuẩn lạc mà người ta nghi ngờ, người ta đã xác định nó là gây bệnh đó, người ta bỏ vào trong cái dung dịch nước muối sinh lý này, người ta đánh tan lên. Rồi người ta đo cái độ đục. Thì đo độ đục á, để đo độ đục chuẩn mắt Phật lăng thì người ta có hai cách ở trong giáo trình của các anh chị đó. Thì mình nói cái cách là cổ điển là mình dùng cái ống có cái độ đục chuẩn rồi. Mình dùng cái ống có cái độ đục chuẩn rồi mình pha cái huyền dịch này, cái mình so với cái ống kia coi hai ống nó đục như nhau hay không. Nhưng bây giờ thì mình hiện đại hơn, mình có cái máy đo độ đục chuẩn, các anh chị thấy ha. Mình pha cái huyền dịch xong cái mình cho vô cái máy này, nó có cái lỗ chỗ này, mình để ống nghiệm vô thì nó nhảy số lên. Ví dụ như ở đây là nó nhảy 3,6 lần. Mình cần có 0,5 thôi, bây giờ nó nhảy lên 3,6. Thì bây giờ mình muốn điều chỉnh về 0,5 thì mình làm sao các anh chị? Mình lỡ tay mình cho nhiều vi khuẩn quá, giờ nó nhảy lên 3,6 thì giờ mình làm sao? Cho thêm nước muối sinh lý vào được không cô? Đúng rồi, mình sẽ thêm nước muối sinh lý. Còn trong trường hợp mà mình ở đây nó mới nhảy lên 0,3 thôi, thế thì mình lại pha thêm, mình lấy một hai cái khuẩn lạc nữa mình bỏ vào đó, như thế hay anh chị ha. Rồi những cái này thì tôi nói để cho anh chị hình dung ra trong phòng thí nghiệm ta làm sao thôi ha, chứ mấy cái này thi cử thì tôi cũng chẳng có hỏi các anh chị làm gì. Rồi bây giờ khi trong phòng thí nghiệm không riêng về kháng sinh đồ mà tất cả những cái thử nghiệm khác thì người ta đều có một cái gì đó chuẩn để người ta kiểm tra coi môi trường hóa chất nó có tốt hay không. Thì ở đây đó là người ta dùng những cái chủng vi khuẩn chuẩn để người ta kiểm tra cái đĩa kháng sinh hay là cái môi trường mà mình sử dụng làm thử nghiệm đó, nó có đạt tiêu chuẩn hay không. Thì cái đặc điểm của những cái vi khuẩn chuẩn này đó là nó chưa hề có đột biến kháng thuốc. Đây là những cái chủng mà ở phòng thí nghiệm người ta phải mua từ những cái nơi người ta chuyên chuyên cung cấp những cái chủng chuẩn này, nó khác với cái con vi khuẩn mà mình phân lập trên bệnh nhân. Bây giờ những cái vật dụng cần để làm kháng sinh đồ thì mình phải có cái đèn cồn ha, đèn cồn. Rồi cái ống nghiệm để mình pha cái huyền dịch vi khuẩn, mình có cái kẹp để mình gấp cái đĩa kháng sinh. Đây là cái máy đo độ đục chuẩn và mình phải có cái que tăm bông vô trùng. Rồi. Bây giờ mình làm thì khi mình đã chuẩn bị cái huyền dịch vi khuẩn 10 mũ 8 CFU trên ml rồi thì bây giờ mình cấy vi khuẩn lên thạch thì mình sẽ dùng cái que tăm bông vô trùng. Mình nhúng vào trong ống nghiệm, sau đó mình sẽ quét cái que tăm bông đó lên cái mặt thạch này. Mình quét quét qua quét lại như thế này và quét rất là dày để làm sao cho vi khuẩn từ trong cái huyền dịch đó được trải đều bên trên mặt thạch. Và ở đây các anh chị thấy cuối cùng người ta còn quét một cái vòng quanh cái đĩa thạch như thế này. Rồi sau khi trải vi khuẩn lên trên cái mặt thạch, mặt hộp thạch Miller Hinton rồi thì cái bước thứ hai là người ta dùng cái kẹp, người ta gấp các cái đĩa kháng sinh, người ta đặt lên thạch như thế này. Mình muốn làm bao nhiêu loại kháng sinh thì mình sẽ đặt bấy nhiêu đĩa kháng sinh, mỗi loại kháng sinh là một đĩa. Thì khi mình đặt các cái đĩa kháng sinh này lên mặt thạch thì nó có những cái vấn đề mình cần chú ý. Thứ nhất là cái khoảng cách giữa các cái đĩa kháng sinh này nè, nó không có được dày quá. Trên cái hộp thạch thông thường mình sử dụng nó có cái đường kính 9 cm thì người ta đặt tối đa là 8 cái đĩa kháng sinh như thế này, 7 cái đĩa xung quanh, một đĩa ở giữa. Đó. Đương nhiên là có thể đặt ít hơn nhưng không nên đặt nhiều hơn. Là bởi vì như thế thì khi mà nó xuất hiện cái vòng vô khuẩn thì các cái vòng vô khuẩn nó sẽ chồng lên nhau. Và cái thứ hai là các cái đĩa kháng sinh này phải được đặt tiếp xúc phẳng với mặt thạch để kháng sinh nó có thể phát tán tốt ra mặt thạch. Thì nếu mà mình làm ít kháng sinh, ít cái mẫu của mình ít thì mình làm thủ công gì được. Nhưng mà nếu cái mẫu mình nhiều thì người ta chế ra cái dụng cụ để đặt cái đĩa kháng sinh như thế này, các anh chị thấy ha. Cái dụng cụ này đó nó có những cái lỗ mình để các cái loại kháng sinh vào đây, các cái ống kháng sinh hồi nãy đó mình để vào đây. Mình mở nắp mình để vào đây. Rồi sau đó thì mình sẽ chỉ cần để cái dụng cụ này lên trên cái hộp thạch, mình mở nắp hộp thạch ra, mình để lên trên hộp thạch như thế này, mình ấn cái chỗ này,
mình ấn cái chỗ này xuống, cái trụ này nè, mình ấn xuống thì các cái đĩa kháng sinh sẽ được đặt trên cái hộp thạch như thế này. Và đương nhiên một cái bộ như thế này là mình dùng cho những cái loại vi khuẩn giống nhau, đặt cái kháng sinh cùng giống nhau thì mình dùng như thế này. Nhưng mà nếu qua cái đĩa khác mà các anh chị cái kháng sinh nó khác thì mình lại phải lấy cái ống này ra mình thay bằng cái ống khác. Đấy. Rồi. Như vậy tóm lại, sau khi mình đặt đĩa kháng sinh rồi thì mình sẽ đem để vào trong cái tủ ủ vi khuẩn cho nó mọc. Và sau 18 tới 24 giờ thì mình đọc kết quả. Như thế thì tóm lại cái kỹ thuật kháng sinh đồ này là mình làm các bước như sau. Thứ nhất là mình chuẩn bị mầm cấy, chuẩn bị môi trường ha, rồi chuẩn bị đĩa kháng sinh. À. Rồi sau đó thì mình sẽ cấy cái mầm cấy này lên cái môi trường thạch Müller-Nyton. Rồi mình đặt các cái đĩa kháng sinh lên rồi mình đem ủ và ngày hôm sau mình đọc kết quả. Thì khi vi khuẩn nó mọc trên cái hộp thạch này thì nó sẽ có những cái tình huống sau đây. Tình huống thứ nhất là quanh cái đĩa kháng sinh nó không có những cái vòng như nãy tôi nói các anh chị. Thì cái đĩa kháng sinh nào mà nó không có vòng sáng xung quanh đó thì mình kết luận ngay là vi khuẩn nó đề kháng với kháng sinh đó. Còn những cái đĩa kháng sinh nào mà quanh cái đĩa kháng sinh nó có những cái vòng sáng này cái kích thước nó sẽ rất khác nhau. Nhưng khi nó có cái vòng sáng này tức là có vòng vô khuẩn thì mình phải dùng cái thước để mình đo cái đường kính vòng vô khuẩn rồi mình so với cái bảng chuẩn thì mình mới biết được là vi khuẩn nó nhạy cảm hay đề kháng với kháng sinh đó. Đây, các anh chị thấy cái vùng mà vi khuẩn nó mọc thì nó sẽ tạo thành những cái khuẩn lạc li ti và mình nhìn trên thạch mình thấy một lớp mờ đục. Ở cái vị trí này chính là có vòng vô khuẩn nha. Tức là quanh cái đĩa kháng sinh mình có một cái vòng mà nó không có những cái khuẩn lạc li ti, mình gọi đây là vòng vô khuẩn. Còn ở bên trái này mình có cái đĩa kháng sinh này, các anh chị thấy là mình không có cái vòng vòng sáng xung quanh. Có nghĩa là vi khuẩn nó mọc sát với cái mép hộp thạch, cái mép của cái đĩa kháng sinh luôn. Thì khi mình thấy cái hiện tượng này thì chắc chắn là cái đĩa kháng cái loại kháng sinh này đã bị vi khuẩn đề kháng. Đó. Trong trường hợp có vòng vô khuẩn thì mình phải đo cái đường kính vòng vô khuẩn nha. Rồi. Bây giờ để đo đường kính vòng vô khuẩn thì mình dùng cái thước. À, đây là cái thước chuyên dụng là các anh chị để đo đường kính vòng vô khuẩn ha. Cái chỗ này nó có cái bánh răng, mình đặt cái ngón tay cái vào đây. Mình đặt cái thước này nó có hai cái mấu chỗ này, cái mấu này là cố định, cái mấu ngay cái ngón tay trỏ này là cố định. Cái mấu bên dưới này nó sẽ chạy. Tức là mình sẽ đặt cái thước, cái mấu này mình đặt ngay cái cạnh của cái vòng vô khuẩn rồi mình điều chỉnh cái ngón cái bên đây nè, ngón cái bên tay phải mình sẽ điều chỉnh cái bánh răng cho cái mấu thứ hai này nó chạy trùng với cái đường kính của vòng vô khuẩn thì mình thấy hiện lên đây con số nó sẽ hiện lên là cái đường kính ha. Cái thước này nó mắc tiền luôn các anh chị. Ở chỗ chỗ phòng xét nghiệm của tôi thì không có sử dụng cái thước này. Mà tôi đơn giản là tôi dùng cái thước học sinh đây nè, các anh chị thấy rất là đơn giản ha. Mình lật cái đáy hộp thạch lên cái mình để cái thước học sinh, cái thước nhựa đó các anh chị 2.000 đồng một cái đó nha. Mình đặt ngang qua cái vòng vô khuẩn là mình đo được cái đường kính rồi. Đó. Thì mình đặt cái thước lên thì mình sẽ đo được cái đường kính vòng vô khuẩn và mình ghi lại. Đấy. Rồi, bây giờ muốn biết được là cái vòng vô khuẩn như thế thì nó là nhạy cảm hay đề kháng thì mình có một cái bảng chuẩn để mình so sánh. Thì đây là một cái bảng chuẩn. Cái bảng đó cái người làm xét nghiệm không cần phải thuộc những con số này, người ta có cái bảng này để người ta nhìn vào người ta so sánh. Thì cái bảng này thứ nhất là tên kháng sinh, cái thứ hai là nồng độ của cái kháng sinh tẩm vào cái đĩa đó, cái thứ ba là cái ký hiệu mà người ta in trên cái đĩa kháng sinh để mình nhìn lên cái ví dụ như cái đĩa kháng sinh ghi chữ B thì mình nhìn qua bên đây mình biết nó là kháng sinh gì. Bây giờ ở đây đó cái phần đọc kết quả người ta ghi con số, ví dụ như tôi đang nói kháng sinh penicillin, các anh chị nhìn thấy rõ không nào? À, kháng sinh đầu tiên đó, kháng sinh penicillin. Cái phần đọc kết quả người ta ghi 26 gạch cái 37. Thì như vậy có nghĩa là gì? Nếu như ở cái đĩa penicillin mà cái đường kính mình đo được là từ 26 mm trở xuống là đề kháng, mà từ 37 mm trở lên là nhạy cảm. Còn nếu mà cái khoảng giữa là từ 25 cho tới 36 mm là trung gian đó, nhạy cảm được ký hiệu bằng chữ S, đề kháng là ký hiệu bằng chữ R và trung gian là ký hiệu bằng chữ Y. À. Rồi bây giờ ví dụ nè các anh chị, tôi ví dụ ở đây mình có cái đĩa kháng sinh E,
Thì mình coi qua cái bảng này, cái chữ E, chữ E nó là erythromycin nha. Và cái đĩa E này đó là mình đo đường kính là 32 mm, mình đo được là 32 mm. Bây giờ mình nhìn vô cái bảng này thì erythromycin cái 30 mm trở lên được coi là nhạy cảm. Thế thì trong trường hợp này, erythromycin trong trường hợp này là nhạy hay kháng các anh chị? Nhạy hay kháng? Đúng rồi. Trường hợp này là nhạy. Các anh chị ơi, trong quá trình tôi giảng đó, thì tôi có đặt những cái câu hỏi như thế này nè. Thì các anh chị trả lời giùm tôi ha. Nhắn tin comment trả lời. Vì khi mà các anh chị có trả lời như thế thì tôi mới biết là các anh chị đang theo dõi nha. Rồi. Đó là cái phương pháp kháng sinh đồ phát tán trên thạch. Tại khi các anh chị cho làm kháng sinh đồ thì người ta làm như thế. Bây giờ cái phương pháp thứ hai là phương pháp pha loãng liên tiếp. Nhìn như nãy tôi nói các anh chị đó, thì pha loãng thì người ta có thể pha loãng kháng sinh trong thạch hay là trong ống nghiệm. Thì ở đây tôi sẽ trình bày cái phương pháp pha loãng kháng sinh ở trong ống nghiệm. Thì nguyên tắc của phương pháp này là gì? Là mình sẽ pha loãng kháng sinh ở những cái nồng độ khác nhau, rồi mình cho vi khuẩn vào để xem coi là ở cái nồng độ nào thì vi khuẩn nó không mọc được, hay có nghĩa là mình xem coi ở cái nồng độ kháng sinh nào thì nó có tác dụng ức chế được vi khuẩn. Và cái nồng độ kháng sinh mà thấp nhất có tác dụng ức chế được vi khuẩn mình tìm ra đó, mình gọi nó là MIC. Thì cái chữ MIC là viết tắt của cái chữ này đây, Minimal Inhibitory Concentration, là nồng độ ức chế tối thiểu, cái nồng độ thấp nhất mà thuốc kháng sinh có thể ức chế được vi khuẩn. Thì để làm cái phương pháp này thì mình cần có môi trường lỏng. Hồi nãy thì mình là dùng môi trường Miller Hinton, thì giờ mình cần cái môi trường dinh dưỡng lỏng, rồi mình cần có một cái quyền dịch vi khuẩn. Và cái kháng sinh ở đây thì không phải là kháng sinh trên đĩa giấy nữa, mà là mình cần có cái chất bột kháng sinh để mình pha loãng kháng sinh và những cái ống nghiệm, cần ống nghiệm cũng như pipette. Rồi bây giờ môi trường đó thì đây đây đó là môi trường dinh dưỡng lỏng, và cái mầm cấy của mình ở đây là mình sẽ pha cái mầm cấy là 10 mũ 5 CFU trên ml. Và ở đây thì với cái kỹ thuật mà tôi sẽ minh họa cho các anh chị thì mình sẽ dùng một cái loại kháng sinh nào đó, và cái nồng độ pha loãng ban đầu là 200 mcg trên ml. Bây giờ tôi sẽ nói sơ lược các cái bước làm để các anh chị hình dung. Bây giờ ở đây tôi có 10 cái ống nghiệm. Tôi có 10 cái ống nghiệm được đánh số từ 1 tới 10 như thế này ha. Bây giờ cái bước đầu tiên là tôi có cái môi trường dinh dưỡng lỏng tôi đựng ở trong cái bình tôi đã chuẩn bị sẵn. Thì tôi dùng cái pipette, tôi sẽ cho 0,5 ml, xin lỗi ở đây 0,5 ml nha các anh chị. Cho 0,5 ml môi trường dinh dưỡng này vào các cái ống từ số 2 tới số 10, mỗi ống là 0,5 ml. Các anh chị nhớ là cái ống số 1 là tôi không có cho. Rồi. Sau khi mỗi một ống mình cho 0,5 ml môi trường dinh dưỡng lỏng rồi, thì cái bước thứ hai là tôi sẽ lấy cái ống nghiệm kháng sinh mà tôi pha 200 mcg trên ml đó. Tôi sẽ dùng cái pipette, tôi sẽ hút 0,5 ml kháng sinh. Tôi cho vào ống số 1 và ống số 2. Các anh chị lưu ý giùm tôi ha. Hồi nãy môi trường dinh dưỡng lỏng là mình cho vào ống số 2 cho tới ống số 10. Bây giờ kháng sinh thì tôi cho vào ống số 1 và ống số 2. Thế thì ở ở chỗ này, cái ống số 1 đó hồi nãy đó mình không có cho môi trường dinh dưỡng. Thì bây giờ mình cho 0 lít kháng sinh vào thì nồng độ của nó là 200 mcg trên ml. Bây giờ ở cái ống số 2 nè. Hồi nãy nó đã có 0,5 ml môi trường dinh dưỡng. Bây giờ mình cho 0,5 ml dung dịch kháng sinh vào. Thế thì khi mình cho 0,5 ml dung dịch kháng sinh này vào mà nó gặp với 0,5 ml môi trường dinh dưỡng thì có nghĩa là kháng sinh nó bị pha loãng ra phân nửa. Đúng không các anh chị? Thế thì cái nồng độ kháng sinh ở ống 2 này đó bây giờ nó chỉ còn là 100 mcg trên ml thôi. Đúng không các anh chị? Đấy. Nhưng mà thể tích 2 bây giờ nó lên tới 1 ml. Thế thì tôi sẽ lắc cái ống nghiệm số 2 lên để tôi trộn đều kháng sinh với lại môi trường. Sau đó tôi dùng cái pipette tôi sẽ hút 0,5 ml từ ống số 2 tôi bỏ vào ống số 3. Rồi từ ống số 3 tôi bỏ vào ống số 4 và cứ lần lượt như thế. Và tới cái ống số 9 thì thay vì
tôi hút 0,5 ml từ ống số 9 tôi bỏ vào ống số 10, thì tôi lại không cho vào ống số 10 mà tôi hút tôi bỏ đi. Như vậy là ở cái ống số 10 là chỉ có môi trường dinh dưỡng chứ không có kháng sinh. Đấy. Thì cái phương pháp này người ta gọi là pha loãng kháng sinh. Đúng không các anh chị? Mình dùng cái môi trường dinh dưỡng để mình pha cho cái nồng độ kháng sinh nó giảm dần, giảm dần, giảm dần. À. Và cái cách pha loãng này là pha loãng 1 phần 2. Người ta còn nhiều cách pha loãng nữa, ví dụ pha loãng 1/4, 1/8, 1/20, vân vân. À. Sau khi đã pha loãng kháng sinh rồi, thì tôi lấy cái ống nghiệm huyền dịch vi khuẩn 10 mũ 5 xếp u trên ml đó, tôi dùng cái pipette tôi cho vào mỗi một cái ống, từ ống số 1 tới ống số 10, mỗi ống là 0,5 ml mầm cấy vi khuẩn. Rồi, tới đây các anh chị nắm được chưa ạ? À? Giờ, như vậy thì khi mình làm tới đây thì mình có được cái gì? Mình sẽ thấy rằng là ở cái ống 1 là không có môi trường dinh dưỡng. Ống số 10 thì không có kháng sinh. À. Và từ ống số 1 tới ống số 9 thì có kháng sinh, có vi khuẩn và có môi trường dinh dưỡng. À. Tuy nhiên thì từ ống số 1 tới số 9 thì cái nồng độ của kháng sinh sẽ được pha loãng dần. À. Rồi. Tóm lại là đây là tôi tóm tắt là các cái bước thực hiện trước khi làm, là mình phải chuẩn bị cái môi trường dinh dưỡng lỏng, chuẩn bị cái mầm cấy, rồi chuẩn bị dung dịch kháng sinh. Sau đó đó thì mình cho môi trường dinh dưỡng lỏng vào, rồi mình pha loãng kháng sinh, rồi mình cho cái mầm cấy vào, sau đó mình đem cái dãy ống nghiệm này mình để vào trong tủ mình ủ ở 37 độ C từ 18 tới 24 giờ, rồi mình lấy ra mình đọc kết quả. Thì khi đọc kết quả đó thì chúng ta chú ý. Ở đây thì tôi lấy cái dãy ống nghiệm này tới 12 ống nha, các anh chị chú ý. Cái ống 1 đó là hồi nãy là mình không có cho môi trường dinh dưỡng, cho nên khi mình cho vi khuẩn vào nó sẽ không mọc được, do đó cái ống này luôn luôn trong, cái ống đầu tiên. Còn cái ống cuối cùng đó là mình không có cho kháng sinh vào, mình chỉ có vi khuẩn với lại môi trường dinh dưỡng, cho nên cái ống này luôn luôn đục. Các anh chị, đấy, thì cái ống đầu tiên phải luôn luôn trong và cái ống cuối cùng là luôn luôn đục. Cái điều này nó giúp cho mình kiểm chứng coi cái dãy ống nghiệm này nó có chính xác hay không. Rồi, và cái độ đục từ ống số, các cái độ đục từ ống số 1 tới ống số 9 thì nó sẽ thay đổi theo chiều hướng tăng dần. Cái độ đục tức là ở đây đó thì cái vi khuẩn nó mọc nó sẽ làm đục cái ống nghiệm, và cái độ đục này nó tỷ lệ thuận với cái lượng vi khuẩn mọc. Vi khuẩn mọc càng nhiều thì cái độ đục nó càng cao. Thế thì cái nồng độ kháng sinh từ ống số 1 tới cái ống cuối cùng nó giảm dần, thì cái độ đục nó sẽ tỷ lệ nghịch, nó sẽ tăng dần từ cái ống đầu tiên tới ống cuối cùng. Và cái ống mà chứa cái nồng độ ức chế tối thiểu của kháng sinh là ống nào? Là cái ống trong cuối cùng trước khi chuyển sang đục. Thì ở đây mình sẽ có cái ống này nha. À, bây giờ mình sẽ xem ví dụ. Ví dụ như trong trường hợp này thì theo các anh chị thì cái ống mà chứa cái nồng độ MIC là cái ống thứ mấy vậy các anh chị, từ bên trái qua? Ống số mấy ạ? À? Tôi chờ để các anh chị trả lời ha. Ống số mấy ạ? À? Ống số 2, đúng rồi. À. Ống Ngoài trong cuối cùng, à, ống trong cuối cùng trước khi chuyển sang đục. Rồi, bây giờ trường hợp này. Trường hợp này thì ống số mấy ạ? À? số 6 cô ơi. Rồi, trường hợp này thì đúng là ống số 6 nha. Bây giờ tại sao người ta lại nói là cái ống trong cuối cùng trước khi chuyển sang đục? Thì các anh chị thấy là trên cái dãy ống nghiệm này đó mình chia ra làm hai cái nhóm. Cái nhóm mà từ ống số 7 trở qua bên phải là những cái ống mà ống nghiệm nó đục, và đương nhiên cái độ đục này nó tăng dần. Thì ở những cái ống nghiệm mà đục đục ít hay đục nhiều gì cũng là có vi khuẩn mọc, và khi có vi khuẩn mọc chứng tỏ là kháng sinh nó không còn ức chế được nữa. Còn cái nhóm thứ hai là bên tay trái, từ ống số 6 trở về bên tay trái thì đây là những cái ống là hoàn toàn trong suốt. Thì khi nó trong suốt như thế có nghĩa là cái nồng độ kháng sinh trong những cái ống này nó đã ức chế được vi khuẩn. Tuy nhiên ở đây mình tìm cái ống mà có cái nồng độ kháng sinh thấp nhất còn có tác dụng ức chế vi khuẩn, thì ống thứ
thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm là cũng ức chế vi khuẩn, nhưng rõ ràng cái nồng độ kháng sinh của nó cao hơn ống số 6. Và cái ống số 6 là cái ống mà có nồng độ kháng sinh thấp nhất mà vi khuẩn còn bị ức chế. Thì cái ý nghĩa nó là như vậy ha. Trong trường hợp này thì ống số mấy hả các anh chị? Ống số mấy từ bên trái qua? À, ống số 9, đúng rồi. Đấy, ha. Thì đọc kết quả là như thế. Rồi, bây giờ tôi hỏi các anh chị nè. Nó sẽ có những cái trường hợp cái ống MIC là cái ống mình đang tìm, không biết nó nằm ở cái vị trí nào trên cái dãy ống nghiệm này, cho nên mình phải pha loãng kháng sinh để mình tìm. Ở đây mình có thể pha loãng 5 ống cũng được, 10 ống cũng được, 15, 20 ống, mình làm cái dãy ống nghiệm này nhiều ống cũng được ha. Bao nhiêu ống là do cái người làm người ta quyết định. Rồi, bây giờ tôi hỏi các anh chị nè, có cái trường hợp nào mà từ ống số 1 cho tới cái ống trước cái ống cuối cùng, ví dụ như ở đây là 12 ống, thì từ cái ống số 1 cho tới ống số 11 là đều trong hết không các anh chị? Có trường hợp đó không? À, thì nếu mà có trường hợp đó thì lý do là tại sao các anh chị? Và trong trường hợp đó thì ống MIC nó nằm ở đâu? À, như thế này các anh chị. Đâu có đâu, đâu có cái ống nào đục đâu các anh chị. Trường hợp tôi nói là các anh chị, tức là sẽ có những cái trường hợp mà từ ống số 1 này cho tới ống số 11, trừ cái ống cuối cùng nó luôn luôn đục mình không nói rồi, thì từ ống số 1 cho tới ống số 11 này đó là trong hết. Thì điều đó có nghĩa là cái nồng độ kháng sinh đó là mình pha cao hơn cái MIC nhiều, cho nên cái chỗ mà thay đổi độ đục trong nó không có lọt vô cái dãy này. Thế thì trong trường hợp đó muốn muốn tìm được cái ống MIC thì mình bắt buộc mình phải pha loãng kháng sinh thêm nữa. Ví dụ đây tôi pha 12 ống mà tôi không thấy được cái ống MIC thì tôi phải pha tiếp nữa, phải không ạ? À, đúng rồi. Bây giờ ngược lại mình sẽ có cái trường hợp là từ ống số 2 cho tới ống cuối cùng nó đục hết trơn, nó đục hết, thì trường hợp đó là như thế nào các anh chị? Là ngược lại, tức là cái nồng độ kháng sinh mình pha ban đầu đó nó nhỏ quá, phải không nào? Cho nên là nó không ức chế được vi khuẩn. Thế thì muốn tìm được cái ống MIC thì mình phải làm sao? Mình phải bắt đầu với cái dung dịch pha loãng ban đầu đó nó phải cao hơn. Ví dụ như hồi nãy tôi pha là 200 mcg trên ml, thì bây giờ tôi phải pha lên 300 mcg hay là 400 mcg trên ml đấy. Thì tại vì cái ống MIC mình không biết nó là bao nhiêu, thành ra mình phải dò tìm. Và từ cái nồng độ ban đầu thì tùy theo cái vị trí của ống MIC là ở cái vị trí thứ mấy, thì mình sẽ tính toán ra được cái nồng độ chế tối thiểu nó là bao nhiêu microgam trên ml ha. Thì đó là cái phương pháp pha loãng. Đấy là pha loãng trong ống nghiệm. Mình có thể pha loãng trên cái môi trường thạch cũng được. Rồi, bây giờ cái phương pháp thứ ba là phương pháp ITest. Thì nguyên tắc của phương pháp này nó là phương pháp phớt tán trong thạch có cải tiến. Cải tiến ở chỗ nào? Đó là cái thay vì cái đĩa giấy kháng sinh hồi nãy thì đây là một cái băng giấy kháng sinh. Và cái điều đặc biệt ở đây là cái băng giấy kháng sinh này kháng sinh được tẩm vào với những cái nồng độ khác nhau theo cái vạch ở trên cái băng giấy này. Và như vậy thì khi mà mình đặt cái băng giấy này lên trên cái mặt thạch đã được cấy vi khuẩn thì kháng sinh nó sẽ phớt tán ra và nó tạo thành cái vòng vô khuẩn như thế này. Và cái chỗ bắt đầu của cái vòng vô khuẩn, mình đọc coi cái nồng độ kháng sinh trên cái băng giấy này người ta ghi là bao nhiêu, thì đó chính là kết quả MIC. À, các anh chị thấy cái vòng vô khuẩn ha. Ví dụ đây là kháng sinh erythromycin, à, thì cái vòng vô khuẩn như thế này. Và cái điểm chỗ này ví dụ ở đây là 25 mcg trên ml, à, thì đây là cái kết quả MIC. Thì một số những cái hình ảnh các anh chị thấy đây là trên môi trường Miller-Hinton. Còn đây là trên cái môi trường thạch máu thì mình có cái vòng vô khuẩn như thế. Trong trường hợp mình đặt hai cái thanh này trên một cái hộp thạch thì mình nhớ trở đầu nha các anh chị. Tức là trên cái thanh kháng sinh như thế này đó thì nó sẽ có cái đầu nồng độ thấp và cái nồng độ cao. Thì mình đặt hai cái que này nè, mình đặt song song nhưng mình phải trở đầu để chi, để cái vòng vô khuẩn nó không có bị chồng lên nhau. Còn trong trường hợp mình đặt nhiều que trên cái hộp thạch thì trong trường hợp này là mình phải dùng cái hộp thạch loại lớn các anh chị, loại 15 cm đường kính, giống như cái dĩa vậy đó ha. Thế thì khi đặt thì nhiều que như thế này các anh chị nhớ là quay cái đầu có nồng độ cao ra bên ngoài, nó giống như hình cánh hoa vậy đó.
Đây. Thì như vậy thì các anh chị thấy rằng nếu cái vòng vô khuẩn này, cái vòng vô khuẩn này càng lớn thì MIC là càng nhỏ hay càng lớn các anh chị? Theo các anh chị. Tôi nhắc lại câu hỏi. Cái vòng vô khuẩn mình nhìn mà càng lớn thì MIC nó càng lớn hay càng nhỏ các anh chị? Đúng rồi. Cái vòng vô khuẩn này càng lớn thì MIC nó càng nhỏ. Ví dụ như ở đây mình thấy là ba cái này thì nó gần tương đương nhau, nhưng mà ở cái hình bên phải các anh chị nhìn ha, thì ví dụ như là cái này, cái chỗ này thì là cái vòng vô khuẩn nó lớn thì MIC nó nhỏ, nhưng mà ngược lại bên đây cái vòng vô khuẩn nó nhỏ thì MIC nó lớn, và ở ở đây mình có những cái thanh là nó không có vòng vô khuẩn, tức là nó kháng luôn à. Rồi. Ở đây mình lại có hai cái vòng vô khuẩn nó nằm đối xứng như thế này. Lý do là ở đây là một cái kiểu khác nữa, là trên cái băng giấy này người ta tẩm hai loại kháng sinh khác nhau à. Thì nó sẽ cho ra hai cái vòng vô khuẩn nằm nằm đối xứng như thế này ha. Rồi. Thì đó là tôi đã trình bày về nguyên tắc cách làm à, các cái ba cái kỹ thuật kháng sinh đồ hiện nay trong phòng thí nghiệm người ta sử dụng. Thế thì đối với cái phương pháp e-test mà nãy tôi vừa nói đó, thì nó sẽ cho ra một cái kết quả giống như là phương pháp pha loãng, tức là mình xác định được MIC. Rồi. Bây giờ cái vấn đề tiếp theo, những cái nãy giờ tôi mô tả là để các anh chị biết thôi, cái đó phòng thí nghiệm họ làm cho mình. Bây giờ vấn đề là khi người ta trả cái kết quả cho mình thì mình phải hiểu như thế nào. Thì cái phương pháp khuếch tán trong thạch đó, thì các anh chị nhớ rằng nó có kết quả định tính thôi. Và những cái kháng sinh nào mà được trả lời là nhạy cảm, ví dụ là chữ S, thì các anh chị có thể lựa chọn sử dụng để điều trị cho bệnh nhân vì nó nhạy cảm. Còn những cái kháng sinh nào mà được trả lời là chữ R thì có nghĩa là nó đề kháng, mình không được sử dụng, là bởi vì sử dụng cho bệnh nhân nó sẽ đề kháng. Còn những kháng sinh nào mà ký hiệu là chữ Y thì là cái kết quả nó không chắc chắn, mình có thể sử dụng hoặc là không sử dụng ha. Rồi, bây giờ phương pháp e-test thì đây cái phương pháp này, phương pháp pha loãng và phương pháp e-test thì nó cho một cái kết quả định lượng. Và cái nồng độ ở đây thì mình có nhắc tới MIC, thế thì cái ý nghĩa của MIC là như thế nào? Cái ý nghĩa của MIC là như thế nào thì các anh chị nhìn lên cái biểu đồ này. Bây giờ khi mình sử dụng kháng sinh cho bệnh nhân bằng đường tiêm hay đường uống gì đó thì cái nồng độ kháng sinh đạt được trong máu nó sẽ tăng dần, đúng không ạ? À? Rồi sau đó nó sẽ giảm giảm xuống cái đường cong này. Đấy. Rồi, bây giờ tôi có cái đường màu tím này nè. Cái đường màu tím này nó thể hiện là khi mà mình sử dụng kháng sinh ở sau một cái thời gian bao lâu thì cái nồng độ kháng sinh đạt được trong huyết thanh của bệnh nhân là ở cái ngưỡng này. À. Thì cái nồng độ kháng sinh mà đạt được trong máu bệnh nhân nó có thể hiện trong cái toa thuốc ha. Mỗi loại kháng sinh đó, trên cái toa thuốc người ta trình bày rất là nhiều những cái thông tin liên quan tới cái thuốc đó, bao gồm là thành phần nè, rồi thì chỉ định nè, chống chỉ định nè, tác dụng phụ nè, dược động học, dược lực học vân vân, và nó có cái thông số này. Rồi. Bây giờ mình thử cái kháng sinh này với cái con vi khuẩn mà phân lập được từ bệnh nhân thì mình thấy là cái MIC nó là cái đường màu đỏ. Thế thì trong trường hợp này các anh chị nhìn lên cái biểu đồ này, các anh chị cho tôi biết là trong trường hợp này đó mình dùng cái kháng sinh này để điều trị cho bệnh nhân thì có diệt được vi khuẩn không ạ? Đúng rồi. Có nghĩa là cái kháng sinh ở trong máu bệnh nhân là cái đường màu tím, trong khi cái MIC nó là cái đường màu đỏ, và đường màu đỏ này nó thấp hơn cái đường màu tím nha. Như vậy là điều này có nghĩa là gì? Tức là con vi khuẩn nó chỉ cần cái nồng độ kháng sinh là bao nhiêu đây thôi, tức là cái đường màu đỏ là đủ diệt nó rồi. Nhưng kháng sinh ở trong máu bệnh nhân còn cao hơn cái nồng độ đó nữa, thì như vậy trong trường hợp này mình điều trị thì chắc chắn sẽ hiệu quả, sẽ diệt được vi khuẩn. Và như vậy mình gọi là nhạy cảm. Bây giờ trong trường hợp thứ hai, ngược lại cái MIC nó lại nằm bên trên cái đường màu tím, các anh chị thấy đúng không? Thì như thế là tức là con vi khuẩn nó đòi hỏi cái nồng độ kháng sinh phải là bao nhiêu đây mới đủ diệt được.
Trong khi kháng sinh mình cho bệnh nhân điều trị nó chỉ đạt được cái ngưỡng này thôi, và cái ngưỡng này thấp hơn MIC, thì như vậy rõ ràng là không đủ để diệt khuẩn, đúng không các anh chị? Và như vậy trong trường hợp này là đề kháng. Nói tóm lại, khi người ta thử ra MIC thì người ta cũng có cái bảng so sánh để người ta biết được là với cái MIC này của con vi khuẩn thì là nó sẽ đề kháng hay nhạy cảm, và người ta biết được là trong cái trường hợp nào thì mình cần phải tăng liều. Và như vậy thì theo nguyên tắc là nếu như cái đường màu đỏ này mà nó nằm bên dưới đường màu tím là nhạy cảm, và nó càng cách xa cái đường màu tím thì càng tốt, đúng không ạ? Còn nếu mà cái đường màu đỏ này mà nó nằm trùng với cái đường màu tím hoặc là bên trên cái đường màu tím thì coi như là đề kháng nha. Và đã đề kháng rồi thì không có gọi là đề kháng ít hay đề kháng nhiều. À. Còn nếu mà nhạy cảm á, thì mình lại xét là nhạy cảm ít hay nhiều, tức là nó nằm bên dưới cái đường màu tím có nghĩa là nhạy cảm, và nó càng cách xa cái đường màu tím về bên dưới có nghĩa là nó càng càng nhạy cảm nhiều. Đó. Và như vậy thì người ta sẽ dựa vào MIC để người ta điều chỉnh cái liều. À. Rồi. Bây giờ cái vấn đề thứ hai tôi nói cho các anh chị là bây giờ khi các anh chị nhận được cái kết quả kháng sinh rồi thì mình sử dụng nó như thế nào nha. Đây là tôi ví dụ đây là kết quả kháng sinh đồ, mà đây là cái mẫu trả kết quả kháng sinh đồ của bộ môn tôi cho bệnh viện nha. Thì ở đây mình có cái list các cái kháng sinh, mẫu kháng sinh mình có ba cột S, E, R rồi, và mình tích vô cái cột nào thì ví dụ như là ampicillin ở đây tích vào cái cột R có nghĩa là kháng sinh này bị kháng ha. Rồi ví dụ như ở đây mình có topramycin, người ta tích vào cái cột chữ S có nghĩa là kháng sinh này nhạy cảm. Rồi, như vậy thì những cái kháng sinh nào mà được trả lời là R là không được sử dụng để điều trị. Bây giờ những cái kháng sinh nào mà được trả lời là nhạy cảm thì nhiều khi một kết quả kháng sinh đồ đó mình có rất nhiều kháng sinh nhạy cảm, thế thì các anh chị chọn kháng sinh gì? Thì cái việc mà mình chọn kháng sinh gì để điều trị trong số những kháng sinh nhạy cảm thì các anh chị phải dựa vào cơ địa bệnh nhân, dựa vào dược động học, dược lực học, vị trí nhiễm khuẩn, vân vân. À, ví dụ như bây giờ cái kháng sinh này được trả lời là nhạy đó, bây giờ bệnh nhân của mình là bị viêm màng não mủ thì các anh chị phải coi lại cái dược động học của kháng sinh, coi kháng sinh này có ngấm qua hàng rào máu não tốt hay không, có được sử dụng cho điều trị viêm màng não tốt hay không đó, hay là bây giờ bệnh nhân này bị nhiễm trùng tiểu thế thì kháng sinh này có thải qua thận tốt hay không, đó là dựa vào dược động học nha. Bây giờ cơ địa bệnh nhân, kháng sinh này được trả lời là nhạy cảm với vi khuẩn, nhưng mà bây giờ bệnh kháng sinh này lại lại là độc cho thận, và bệnh nhân của tôi thì cái creatinine cao thế thì tôi không chọn kháng sinh này được, ví dụ như thế nha. Thành ra là trong số những kháng sinh nhạy cảm, nhạy cảm là mình chỉ mới xét cái phương diện là nó nhạy cảm, vi khuẩn nhạy cảm của nó thôi. Còn các anh chị khi mình chọn cho từng bệnh nhân cụ thể thì các anh chị phải coi coi là chống chỉ định rồi tác dụng phụ của cái kháng sinh đó trên bệnh nhân đó như thế nào. Và nhiều khi đơn giản thôi, cái kháng sinh đó là trong danh mục bảo hiểm y tế nó hết. Bây giờ nếu mình vẫn cho thì bệnh nhân phải bỏ tiền ra mua, ví dụ như vậy. Thành ra mình phải đổi qua kháng sinh khác ha. Nó rất nhiều cái yếu tố để mà mình căn cứ vào đó để mình chọn kháng sinh. Bây giờ đối với những kháng sinh mà cho kết quả trung gian thì chúng ta có thể sử dụng nếu như không còn một cái lựa chọn khác. Ví dụ như bây giờ bệnh nhân này nhiễm trùng bệnh viện không có kháng sinh nào nhạy hết, hoặc là tôi chỉ có một hai kháng sinh nhạy thôi nhưng mà nó lại chống chỉ định trên bệnh nhân, thì cái lựa chọn thứ hai là mình coi qua những cái kháng sinh trung gian. Thì những cái kháng sinh trung gian mình biết rằng là nó 50-50 ha, điều trị kết quả nó không chắc chắn. Thế thì nếu như buộc lòng mình phải sử dụng thì mình phải có những cái biện pháp để mình tăng cường cái hiệu quả nó lên. Thí dụ như là mình phải tăng liều. Nếu như có kháng sinh mà dùng bằng đường tiêm thì mình chuyển từ đường uống sang đường tiêm để nó tốt hơn. Và cái thứ ba là mình phải phối hợp kháng sinh để mình có được cái tác dụng 1 cộng 1 lớn hơn 2. Đó. Thì đó là những cái mà các anh chị cần chú ý, tức là mình biết được người ta làm kháng sinh đồ như thế nào ha, và mình biết được ý nghĩa của nó, cũng như là khi mình nhận được cái kết quả kháng sinh đồ thì mình sẽ sử dụng như thế nào. Thì đó, tôi đã nói xong về cái bài kháng sinh đồ.